Thân ái xin chào và các bạn, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio giới thiệu các anh em chúng ta một đôi loa clip đến từ nước Mỹ này. Dòng quả clip này thì nó quá là cổ, đôi này là cái đôi có thể nói là đời đầu của hãng clip. Câu đôi này sản xuất vào thập niên 60 cơ. Rồi clip 2, rồi clip sau này có những clip con quơ hoặc clip cho rút rồi đấy. Thì đôi này thì cái dòng đầu tiên đôi clip mình giới thiệu các bạn là đôi clip Hennessy. Các bạn nhìn thấy này, trước mắt mình xem bên ngoài của nó này, cái lưới của nó vẫn còn là lưới zin, cước zin đây, và mình phải lấy ra từng cái để chúng ta cùng xem. Đôi loa này là loa ba quay, cấu hình của nó được thiết kế và nó gồm một mid kèn, một trung kèn và một bát 30, bát 30 bằng giấy, viền viền lá sách, viền sắp. Đây các bạn, đôi loa còn khá là đẹp nha. Mình thêm luôn cái loa bên này nè, đấy cái bát bên này mình để cũng hơi lâu để cho các anh em chúng ta cùng kiểm tra, nhưng mà nói vậy chứ còn anh em chúng ta ấy, còn tôi gửi còn mình còn gửi hình qua nữa. Đây kèn kèn này là cái kèn của clip con quơ rồi clip cho rút rồi. Thế này đây, cái kèn này K77. Những cái đôi kia là đến 30 mấy triệu, mình vẫn có đôi clip con quơ nè, có cái càng này càng mít á, càng chép nè, đấy rất dài rất sâu đến phía sau cái thùng. Và đôi loa này là thân của nó là gỗ lặn, chiều ngang của nó là chiều ngang của đôi loa này là 40, chiều ngang là 40 nè, và chiều sâu là 34, phải đúng rồi 34 các bạn này, gần đến 34, và chiều cao là 60. Chiều cao mình đâu rồi, chiều cao 60 đấy. Và đôi loa này có cái đế ngã về phía sau, ngã về phía có cái chân đế, các bạn tùy theo sở thích nha. Thì mình lái đế ra thì như những loa thường. Và bây giờ mình xem một quanh của nó nha. Rồi. Đấy, đôi loa nó nghiêng như vậy, nó nghiêng cỡ cỡ 85 độ. Đấy các bạn, vân gỗ trùng nhau luôn nè, khá là đẹp. Khá là đẹp. Đôi loa này loa cổ sản xuất khoảng từ năm 60 đến năm 70 đấy. Đây các bạn. Và các bạn nhìn xem nè, clip HRC đôi này số seri liền kề luôn đấy, đấy. Và khá là đẹp. Mình xem một một cái bên này nữa rồi mình để tháo ra cho các bạn xem phía bên trong nha. Đấy đôi khá đẹp, hai cái căng nè. Rồi các bạn chờ mình tháo để cái loa nằm xuống mình tháo ra, để đứng dậy mình tháo ra cũng được nha, cho các bạn anh em chúng ta cùng xem. Rồi bây giờ mình đã cho đôi loa nằm xuống à, mình mở hai cái nắp ra rồi các bạn nhìn thấy nè, mình xem tổng thể còn mới toanh ha, rất là đẹp này, củ bách nè, củ càng chiều sâu nó bằng gần bằng cái chiều sâu của cái thùng, và củ chép nè đấy. Đặc biệt là cái phân tầng của clip này rất là hầm hố ha. Đấy, và dây của loa clip nó cũng khác các bạn nghe, cái dây trạm này dây này cũng khác, tất cả các đều loa clip đều dây này, một loại dây này. Rồi các bạn quan sát luôn chiếc loa phía bên này, đây quan sát cái phân tầng này, phân tầng đẹp không, clip kìa đấy. Cái củ chép nó có cái logo của clip đấy. Rồi củ bắt này mới toanh. Rồi ok, mình sẽ đóng lại rồi test một bản nhạc nữa nha. Như vậy là sau khi chúng ta xem xong nội thất và ngoại thất của đôi loa clip Hennessy, bây giờ xin mời các bạn cùng nghe mình đang phối ghép với một chiếc âm ly Fixer 440T. Con này là nó chạy tân phô đảo pha, cho nên nó cái chất âm nó giống như âm ly đèn này, nó rất sạch nha. Bây giờ mình mời các bạn cùng nghe nè. Con âm ly 440T này giá 12 triệu và đôi loa này giá là 14 triệu. Bây giờ các bạn cùng nghe để đánh giá được chất âm của nó nghe. Nhưng mà đây là cũng đánh giá sơ khởi thôi, cho nên mình chỉ nghe qua điện thoại và laptop và là tivi thì nó cũng như nhau thôi. Thực ra mà nói vậy nha. Bây giờ xin mời các bạn.
hát yêu duyên qua mảnh tình ngăn cách rồi. Đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi. Em ơi bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn. Đèn vàng nhòa xuống chưa tắt. Khu phố xưa lạnh buồn tanh. Hôm em bước lên sẽ hòa tìm nhà tươi pháo. Pháo vui như vô tình sẽ nắng tim anh. Bao nhiêu ước mơ nay phải tàn tình ơi phù phàng. Một ngày dù duyên chưa thông chuyến đò xưa sao nỡ quên. Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mảnh hồn đơn giản lạnh. Em ơi phố khuya bâng khuâng sầu buốt giá tim anh. Hương xưa ai ăn theo em đêm vầng trăng dài thềm. Từng giờ buồn trong phố vắng thắm tình em qua bóng. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau.